Ai đó. Cuộc sống yên bình ở Canada là đây. Thú ơi, clip tham gia cuộc sống yên bình Canada đây. Tùng vlog. Đi hái dâu, hái video hết với lại câu cá hả? Ờ đúng rồi. Ghép lại hả? Cuộc sống hoàn toàn với lại thiên nhiên. Thiên nhiên ăn rồi hái rồi ăn tại chỗ luôn. Rồi ăn sao đâu, hái dâu xong ăn sao, hái trái ăn coi. Còn phải cái màn gỗ nữa chứ. Ủa vậy là bữa mình đi giấc cá. Vậy là cuối cùng là mình đi giấc cá đúng không? Rồi mình hái dâu rồi mình hái táo đúng không? Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi đó. Hết rồi đó hả? Sống kiểu này đang sống. Cuộc sống đang sống. Đây nó mới như này. Nào hái lên ăn cái thử anh Dương. Đây. Tại chỗ luôn nè. Đây đó. Quất luôn nè. Wow. Quá đã luôn. Trời nó ngọt kinh khủng luôn. Quá phê. Ồ có bên trái, bên này có một trái cực to luôn. Ừ, mình cứ lựa trái bự với trái đỏ nhất mình hái thôi đó. Sợ ăn kịp nữa hư. Trời bữa nhà em hái gần gì tính ra cũng gần 4 kg đó. Mà mình đem về cái nó đỏ liền rồi nha. Đừng có thảy vô nha. Cái nó nhỏ quá. Đấy, cái to to. Nhưng ơi đâu rồi?